nay thời tiết khá là đẹp ạ. Thì mình đang trên đường đi qua bến xe. Hôm nay mình sẽ làm một cái buổi bực bất ti bất ngờ cho bạn của mình. Bạn của mình thì đang sống ở thành phố Birmingham. Và mình đang phối hợp với một người bạn của bạn Phát May, bạn ở chung của bạn đó. Và mình sẽ đi xuống đó để tổ chức sinh nhật bất ngờ tối nay. Thì hiện tại là 12 giờ và mình đang đi ra bến xe để đi xuống đó. Xuống đó rồi mình với bạn của Nhã Châu. Thì bạn của Nhã Châu là người Ấn Độ và mình nói chuyện với bạn đó để bạn đi xuống chuẩn bị mua đồ vị trí. Nhã Châu thì đi làm ở H&M và Nhã Châu thì đi làm tới tới 8 giờ tối mới về, cho nên là khi nó về thì mình sẽ rất bất ngờ. Ok, bây giờ mình sẽ chạy ra bến xe đây. Đang ở tại bến xe này giống kiểu bến xe miền Đông luôn, xe tùm lum hết luôn. Sau 3 tiếng ngồi xe vật vả thì mình đã đến bến xe miền Đông, khu vực thành phố Birmingham. Bây giờ mình sẽ đi ra chỗ hẹn để gặp bạn và bạn Sri là bạn Flatmay với bé Châu để mà đi chợ. Bây giờ đi tới City Birmingham á, mình thấy cái này, cái tổ ong mình sẽ bá luôn. Đã biết tới thành phố này rồi. Sri hẹn mình ở một cái siêu thị để mua đồ. Thì Sri đang có chút việc ở trên trường đại học Aston, cho nên bạn ấy sẽ đứng trễ một xíu cho mình đem đi lựa mấy đồ trang trí cho sinh nhật á. Mình sẽ thấy người bán rất nhiều luôn, Sri rất là bự luôn. Thì tụi mình mới đi mua đồ xong, đi mua ở siêu thị nè, đi mua ở cửa hàng để mua quà, để đồ decoration. Thì bây giờ mình và Sri sẽ đi về bắt xe buýt, đi về nhà, sau đi Morrison để mua một ít đồ để nấu ăn. Sri thì đã ở trường và đi về, còn cái dẫn mình đi mua đồ lum lum ở mấy cái mall, mấy cái supermarket gần đây. Thì Sri là một flatmate của Julia và Sri hôm nay cái idea này là Sri cống hiến rất là nhiều. Dạ, yeah, mọi người sẽ đi theo mình để chuẩn bị đồ ăn cũng như là mua đồ để nấu nướng nha. Đang trên xe buýt đi về nhà. Từ chỗ City Center đi về nhà thì chỉ mất khoảng cỡ 20 phút trên xe buýt. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống xe buýt và đi vô chợ mua thêm một ít đồ để nấu cơm. Đã tới nhà rồi. Và bây giờ thì here. Mình đã tới nhà Nhã Châu. Bây giờ mình với lại Ray phải ăn cơm bởi vì hai đứa đi cả ngày. Mình rất là đói bụng. Thì bây giờ tụi mình đã không mua một cái đồ ăn để ăn. Xong rồi bắt đầu vô chuẩn bị tiệc. Nói chuẩn bị tiệc thôi chứ cũng mua những món đơn giản thôi ạ. Mua hai cái bánh wrap, đồ ăn chay và trên cửa hàng. Thì anh em nấu sẽ nấu món là cá hồi. Cá hồi thì mình chiên xong, cá hồi áp chảo cộng với broccoli là bông cải cạnh cạnh tôm dùng sốt và ăn với loại bún Việt Nam đây. Sri sẽ hỗ trợ rất nhiệt tình, support rất là nhiều và nhưng mà Sri ăn chay và chờ sao ăn, đợi nhỏ kia về thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Có thiệp, có bánh, có quà, có bông đồ ăn chính, chén miệng và có món súp ngoài kia nữa. Đang chờ người nhân vật chính xuất hiện thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.
Bây giờ thì còn mấy phút nữa bạn mình sẽ về nhà. Và tụi mình thì đang chờ. Hồi hộp quá mọi người ơi. Tomorrow. Yeah. I just cry. Okay, cry. Yeah. Okay. So Matthew just came to meet me today. That's why you late. We are, I am very stay home. Oh my god, so long. Now I just need a break. Wow. Thank you so much. That's it's so okay nice. I have you. Yeah. Cry to my mom. Thank you so much. It's okay. I don't know because you asked me like what time reach home and then you are blind. Good plan. Thank you so much. I love you. My big love. Okay. Thank okay. you. So hungry. Yeah. Shall we take the video? Yeah. Then I will my thai. Yeah. Okay. My thai. Okay, thank you. Aww. We are actually making video, see? Yeah. Hi. Thank you so much for this surprise. I love you guys so much. You mean the world to me. I want to live longer to accompany with these people. I'm so lucky to know these people. Thank you so much. Love Sri, love Jacob, and love all the people. Okay, come, baby, we're hungry, okay? We've been like cooking and making things. I don't want to cry, but it's okay. Thank you so much. I'm going to switch off the light and again. This is how it was supposed to be with all yeah, the cameras. Yeah. Thank you so much. I need to walk hard and then pay back this day for you guys. No. Yeah. No, no worry. This week I earn a lot. What? This week I earn 300 pounds something. Good. Save just it. Just this week only. Save it. So yeah. It's mean. Jacob, come here. We'll do that. Wait, just come. I don't have a lipstick anymore. So I'll put some lipstick and you take it for me. Oh my god, so happy. Okay. Yeah, so. I didn't want her to come to the kitchen then she know because it's all looking. Yeah. You cover all of that. Alright. So, tụi mình đã xong nhiệm vụ ngày hôm nay. Nhiệm vụ surprise. Birthday cho bạn của mình. Bây giờ thì mình quá đói rồi. Tụi mình phải đi chuẩn bị đồ ăn. Bị đồ ăn đã nguội hết rồi. Hey. Bây giờ thì mình vẫn còn đập rồi. Bây giờ trong lúc giây phút đợi chờ quá hồi hộp. Bì. Oh, pink. Yeah, it's white and pink. I love it.
I'm gonna wear that tomorrow, if that's okay? Yeah, of course you have. Yeah. Yeah, I'm gonna wear this one tomorrow. And I'm gonna use this one for our trip to Liverpool. Okay, open it, even I've not seen how is it. I know how to use that. Okay, it's got like a remote and things like that, I don't know. Yeah. We're gonna go to the park and do this one together. Mm-hmm. Maybe this weekend or this Friday. Yeah. Yes. Let's test it. Mm-hmm. Yeah, finally. Happy birthday. All happy for this song. Thank you very much. It's so cute. Oh, I'm so happy. I think I'm kite, so so I'm so lucky to have you guys. Yeah. Wow, so jealous, so jealous. Yeah, I know how to use that right now. Thank you. Bây giờ thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Tụi mình đang rất là đói vào 9 giờ tối, chuẩn bị từ lúc 3 giờ chiều đến 9 giờ tối. Và bây giờ tụi mình đang ăn tối với nhau. Sri thì ăn chay, còn mình với nhỏ này thì ăn nhỏ burger thì ăn ăn mặn, cho nên là tụi mình phải ăn đầy đói bụng quá rồi. Bye, hẹn gặp lại các bạn trong một video khác.